Phương Trinh bàng hoàng báo tin dữ từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ Gigi Phương Trinh đã đăng tải trên Facebook dòng trạng thái buồn vì thời gian vừa qua trải qua rất nhiều nỗi mất mát. Và giờ đây nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, cô lại tiếp tục nhận được tin cậu ruột của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã qua đời. Ngày nào cũng nhận ít nhất là một tin buồn, hình như ông trời muốn thử xem mức độ chịu đựng của con người đến đâu thì phải. Hôm nay vừa nhận thêm hai tin buồn, được tin anh Đặng Trần Hiếu là cậu ruột của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa mới qua đời cách đây 2 ngày, và mẹ của ca sĩ Philip Huy và ca sĩ Tuyết Nhung cũng vừa về với Chúa ngày hôm nay. Xin thành thật chia buồn cùng chị Kỳ Duyên, Philip Huy, chị Tuyết Nhung và hai gia đình với sự mất mát to lớn này, Gigi Phương Trinh bàng hoàng chia sẻ. Theo như chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều, gia đình MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa mất đi một người thân, đó chính là cậu ruột Đặng Trần Hiếu, em ruột của mẹ nữ MC. Năm 2016, mẹ MC hải ngoại này đã qua đời và hiện tại sau 5 năm thì cô lại phải tiễn đưa người cậu ruột của mình về nơi chín suối. Tuy nhiên đáng buồn hơn nữa là hiện tại Kỳ Duyên đang ở Việt Nam. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, có lẽ sẽ khó có thể về Mỹ kịp để đeo khăn tang cậu. Dưới bài đăng, khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn, động viên đến MC Kỳ Duyên. Ai nấy đều đau buồn khi đã sang năm 2021, nhưng tin buồn vẫn đến với các sao Việt. Ngoài ra, trên status của vợ cũ Bằng Kiều cũng chia sẻ thêm thông tin rằng ca sĩ Quốc Anh vừa mới nhập viện cấp cứu lần thứ hai vì phổi có vấn đề. Có thành tâm mong mọi người góp sức, cầu nguyện để anh sớm bình phục về nhà. Gigi Phương Trinh đau lòng cho rằng ông trời như đang muốn thử sức chịu đựng của con người. Bởi thời gian qua có rất nhiều người thân cận của cô đã qua đời. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!